Trương nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thời sự cuối tuần ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần thời sự vẫn nhắc lại quý vị bên phượng mai official đã có những cái chương trình phỏng vấn các anh chị em nghệ sĩ ở đây và có nhiều chương trình khác bao gồm luôn cả cuốn phim cạn dầu đã có ở trên cái phượng mai official quý vị nào chưa xem có thể vào đó xem lại hoặc là quý vị nào muốn xem những cái tâm tình của anh chị em nghệ sĩ cũng qua đó xem hỗ trợ cho anh chị em nghệ sĩ để họ có được cái kích lệ tinh thần nhằm phục vụ thêm và cống hiến thêm cho quý vị những sản phẩm mới mỗi một à, tuần Bên cạnh đó tuần tới thì tôi sẽ có cuộc phỏng vấn với lại nhà văn, nhà báo và nhà sử học Phạm Trần Anh về lịch sử của Việt Nam. Cũng như phỏng vấn nữ danh ca Thanh Lan về cuốn sách hồi ký của chị hay là đoàn vũ Sen Yun, một đoàn vũ lừng danh cả thế giới. Thì quý vị à đón xem cái chương trình phỏng vấn này nằm ở bên Phượng Mai Official. Cảm ơn tất cả mọi người. Rồi bây giờ chúng ta quay qua cái phần thời sự cuối tuần ngày hôm nay. Đầu tiên hết là bản tin quốc tế ông Joe Biden đã gặp gỡ với các lãnh đạo của các quốc gia Ả Rập vùng vịnh để đối phó với sự đe dọa của Iran. Tin từ Jeddah, Saudi Arabia. Tổng thống Joe Biden đã phát biểu trong cái hội nghị thượng đỉnh với các lãnh đạo khối Ả Rập trong ngày thứ Bảy và nói rằng Hoa Kỳ sẽ không bước ra khỏi cái khu vực của Trung Đông và ông ta đang cố gắng tìm cách ổn định của Trung Đông trong một góc của toàn cầu trong việc mà thúc đẩy việc mà gọi là giảm đi tình trạng giá xăng dầu đang cao lời phát biểu của ông đưa ra ở giữa cái uh, hội đồng của ca hợp tác các quốc gia ở vùng vịnh gọi là Gulf uh, Cooperation Council và ông nói rằng đây là cái ngày uh, cuối cùng trong chuyến đi, đi 4 ngày của ông ta và trong đó là bao gồm việc uh, đối phó với Iran chúng tôi sẽ không rời khỏi tất cả những cái uh, uh, sự gọi là uh, ảnh hưởng của chúng tôi tại Trung Đông để cho Trung Quốc và Nga hay là Iran có thể thao túng khu vực này chúng tôi sẽ xây dựng và chúng tôi sẽ có cái thúc đẩy với các đối tác và hoa kỳ vẫn trong vai trò lãnh đạo mặc dù lực lượng của hoa kỳ đã nhắm vào các mục tiêu chống khủng bố tại khu vực này vẫn còn được khai triển tại đây ở trên trung đông tuy nhiên ông biden tuyên đáng rằng ông ta sẽ có một cái sự gọi là À, chuyển hướng về cái lực lượng quân sự của hoa kỳ tại đây hôm nay tôi hân hạnh để có thể nói rằng là cái à, mảnh đất mà có những cái cuộc chiến ở trong khu vực sẽ có số lượng người hoa kỳ à, đóng à trú đóng đông hơn và nó sẽ đang trên đường tới tức là Hoa Kỳ sẽ tăng cường cái lực lượng trú đóng ở tại Trung Đông đồng thời ông ta cũng lên tiếng cho biết rằng là tương lai của các quốc gia này sẽ ở tại khu vực này sẽ có cái sự hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ trong lời phát biểu thì ông ta nói rằng ông ta đã thúc giục các lãnh đạo của Iraq, Ai cập và Vương quốc Ả Rập thống nhất mà ông ta nói rằng ông ta chưa bao giờ ngồi xuống nói chuyện với họ bên cạnh đó thì ông Biden đã mời uh, Mohammed bin Zayed An người đang là à, người đang là tổng thống của Vương quốc Ả Rập thống nhất hai tháng trước đây tới thăm tòa bạch ốc trong tuần này và ông ta cố gắng làm việc để họ thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia trong vai trò lãnh đạo của ông à, Mohammed bin Zayed. Đây được xem là một cuộc gặp gỡ đầu tiên và trong đó ta, ông ta kêu gọi các quốc gia Ả Rập hỗ trợ trong vấn đề vấn đề gọi là giảm đi giá dầu thô ở trên toàn cầu đang bị tăng cao. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của ông Joe Biden và cũng liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay thì với giới chức nga đã viếng thăm iran để có ta bắt đầu giám sát các cái tròn mà họ mua từ iran đó là một bản báo cáo mới nhất của tòa bạch ốc đưa ra tin từ jeda saudi arabia tòa bạch ốc cho biết các viên chức của nga đang viếng thăm cái cái gọi là một cái tạm một cái trại không quân, đóng quân không quân của trung tâm Iran ở nhất hai lần trong vòng vài tuần lễ qua để mà quan sát tất cả những cái vũ khí được trang bị cho những cái drone mà họ có thể sử dụng ở trong cuộc chiến tại Âu châu. Chính quyền của ông Joe Biden đã công bố một cái bản thông cáo vào trong lúc mà ông đang gặp gỡ với lại sáu lãnh đạo của các quốc gia thuộc vùng vịnh bao gồm luôn ai cập jordan iraq và à, trong các hội nghị thượng đỉnh trong khu vực và ông sẽ đưa ra một cái à, tầm nhìn của ông ta về tình hình tại trung đông và trong đó là ông ta đã bước qua cái ngày cuối cùng trong cái chuyến viếng thăm trung đông để gia tăng cái vai trò của hoa kỳ ở tại đây nhằm chống lại iran và iran đã bắt đầu à, có những cái bàn trình diễn cho các viên chức của nga tại cái à, Airfield tức là cái phi trường quân sự gọi là Kashan vào ngày 8 tây và ngày 15 tây theo tường trình của tòa Bạch Ốc và chính quyền đồng thời cũng cho thấy những cái hình ảnh từ satellite chụp xuống ở trong đó thì các cái loại tròn gọi là Sahet 191 và Sahet 129 đã được trình diễn ở trên cái uh, phi đạo và trong đó và các viên chức phái đoàn của Nga đang đứng ở dưới mặt đất và cố vấn an ninh quốc gia của tòa bạch ốc là ông chết sullivan trong một bản xét đưa ra và cho thấy rằng chính quyền iran đang chuẩn bị cung cấp cho nga một số những cái trò này để nga mở cuộc chiến của họ ở tại khu vực ở phi ở, ở Âu Châu chúng ta nhìn thấy được rõ ràng phái đoàn của Nga đang uh, tham dự vào một cái show trình diễn của các cái drone mà do Iran chế tạo và chúng tôi đã có được những cái hình ảnh này chụp từ satellite hồi tháng 6 khi mà phái đoàn của Nga đã có mặt tại đây trước đây và đà, vào tháng 7 à, họ cũng có mặt ở đây. Ông Sullivan cho biết là viết giới chức Hoa Kỳ tin rằng chuyến đi này là lần đầu tiên phái đoàn của Nga đã tới viếng thăm một cái trại không quân tức là một cái đại đóng không quân để tham dự vào cái show trình diễn của các cái trò này của Iran. Đây được xem là một trong những tiết lộ mới nhất của tòa án đã đưa ra kèm theo các hình ảnh trên satellite. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Các bộ trưởng tài chánh của khối G20 nhóm họp tại Bali và gần như họ đã bị phủ lấp bởi cái cuộc chiến tại Ukraine. Tin từ Bangkok cho biết là Bộ trưởng Tài chánh của khối G20, gồm các quốc gia có nền kinh tế mạnh nhất và lớn nhất trên thế giới, đã có cuộc gặp gỡ ở tại khu vực ở Bali, tức là một khu nghỉ mát tại Indonesia. Trong đó gần như là họ đã không có được một bản đồng thuận chung sau khi mà cuộc họp này đã bị chia rẽ trầm trọng bởi cuộc chiến tại Ukraine. Và trong lúc mà gọi là uh, chủ trì và tòa cho cái hội nghị thượng đỉnh năm nay của khối G20, Indonesia đã dường như đã không giải quyết được sự chia rẽ giữa các thành viên trong khối uh, G20, tức là khối uh, 20 quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vấn đề Nga xâm lăng Ukraine và gần như là đã có những cái cuộc đối đầu gay gắt giữa các bộ trưởng tài chánh và khi hỏi là tại sao không có một bản thông cáo chung sau cuộc gặp gỡ này thì bộ trưởng tài chánh của Indonesia là Sri Mulyani đã lên tiếng và cho biết rằng khó có thể có được một bản đồng thuận chung và nó rất là thách thức và có nhiều cái tình trạng được xem là khá khó khăn cho việc mà có một cái bản đồng thuận chung giữa lúc đang có những căng thẳng và bà này cho biết là các phái đoàn dự tính là sẽ tiếp tục à, à, thảo luận để có thể đạt tới một cái à, điểm chung trong các cái nghị trình dành cho khối G20 vào tháng 11 sắp tới đây. Ngoài ra thì à thống đốc ngân hàng trung ương của Indonesia là Pari Warizo nói rằng Indonesia sau đó sẽ công bố một cái bản statement của hội nghị G20 bao gồm luôn tất cả những cái vấn đề mà đôi bên đã đồng ý hoặc là không đồng ý hoặc thất bại. Đây được xem là một trong những cái kết quả sơ khởi của phiên họp cấp bộ trưởng của khối G20, trong đó gần như cuộc chiến của Nga tại Ukraine đã phủ lấp toàn bộ cái nghị trình của hội cuộc hội nghị này và đồng thời đã gây ra sự chia rẽ trầm trọng giữa các quốc gia thành viên trong khối G20. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay với sự phản đối gay gắt của ông Joe Machine thì ông Joe Biden đã à, là lật đật và kêu gọi Đảng dân chủ là phải điều chỉnh cái gói ngân sách về kinh tế nhanh chóng hơn để có thể được thông qua tại à, Quốc hội và thượng ở Thượng viện Hoa Kỳ ông Joe Biden đã nhìn thấy được phản ứng khá mạnh của ông thượng nghị sĩ của đảng dân chủ là Joe Machine, đòi hỏi là phải gọt giũa tất cả những cái ngân sách về kinh tế và ông ta đã lên tiếng nói với lại đảng dân chủ là cố gắng tìm cách gọi là tháo gỡ ra một số những cái nghị trình và những cái dự luật mà đã đính kèm trong cái gói ngân sách này nhằm có thể được thông qua sớm hơn để mà có thể được có được cái ngân sách về chăm sóc sức khỏe cho người dân Hoa Kỳ lời phát biểu của ông ta đưa ra vài giờ sau khi ông Marcin là một thượng nghị sĩ của West Virginia đã lên tiếng và nói rằng nếu các lãnh đạo đảng muốn thông qua cái dự luật này trong tháng tới thì cần phải giới hạn việc mà gọi là à, à, tất cả những cái à, những cái không cần thiết phải gọt dũa ra và đồng thời phải đính kèm theo việc mà giảm giá về thuốc men cho người dân Hoa Kỳ thay vì là phải à, kêu gọi các công ty bảo hiểm giảm đi cái à, giá bảo hiểm trong khi đó thì ông à, Joe Biden từng đe dọa ông ta sẽ ký một sắc luật liên can tới vấn đề khí hậu toàn cầu và chăm sóc sức khỏe nếu như dự luật này không thể thông qua trên sàn thượng viện. Hiện nay đảng Dân Chủ đang tìm cách thúc đẩy các cái dự luật này trước cái cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới đây với mục tiêu là tìm cách gọi là đạt được những nghị trình này trước khi mà họ bị mất quyền ở tại thượng viện hoặc hạ viện sau cuộc bầu cử vào tháng 11, trong đó thì ông Joe Biden đang tìm cách thúc đẩy khá nhiều về cái dự luật gọi là chăm sóc sức khỏe và khí hậu toàn cầu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, bà Cheney, một kẻ được xem là phản đảng của Đảng Cộng hòa đã bị dẫn trước hơn 20 điểm bởi chính đối thủ của bà, người đã được tổng thống Trump endorse. Bà dân biểu Liz Cheney của Đảng Cộng Hòa tại Wyoming, người mà cựu Tổng thống Trump nhất định sẽ loại trừ bà ta ra trong cuộc bầu cử giữa mùa, đã bị thua cho một đối thủ của bà ta là bà Harriet Hatchman với trên 20 điểm theo tường trình của Casperta Tribune đã công bố vào ngày thứ Sáu. 52% các cử tri của Đảng Cộng Hòa ở Wyoming cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho bà Hatchman so với bà Liz Cheney chỉ được 30% con số này sẽ là con số mà bà ta sẽ bị đánh bại đó là lời phát biểu của Brad Cocker được xem là giám đốc điều hành của một cái viện thăm dò gọi là Mason Dixon polling and strategy trong đó kết luận trên tờ Star Tribune là đây là một trong những cái kết quả của bà ta vốn là kẻ đã từng bỏ phiếu đòi đàn hạch cựu tổng thống Trump, bà ta cũng là một thành viên trong cái ủy ban điều tra về biến cố ngày 6 tây tháng giêng được xem là một trong những cái uh, một cái nghị trình mà đảng dân chủ tìm cách loại trừ vai trò của tổng thống Trump và bà này đã tìm cách chỉ trích và lên án tổng thống Trump và cho rằng ông đã quá già năm nay ông ta 76 tuổi đó là lời phát biểu của bà ta và bà này gần như không hiểu được bà ta đang là uh, đối diện với sự thất bại nặng nề đây được xem là một trong những cái uh, phản ứng của cử tri tại Wyoming ngay sau khi bà này đã có thái độ phản đảng và đứng về phía đảng Dân Chủ trong vấn đề à, các cái vấn đề của quốc gia. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, công ty Aerospace Entrepreneur đã quyên góp 10 triệu Mỹ Kim cho thống đốc Ron DeSantis trong nỗ lực tái tranh cử. Một công ty về không gian vũ trụ ở tại Nevada à, và công ty này đã chính thức quyên góp 10 triệu mỹ kim để ủng hộ cho thống đốc Ron DeSantis tái tranh cử. À, số tiền mà được biết là 10 triệu mỹ kim này đã được công bố bởi à, một cái trang web gọi là Friends of Ron DeSantis trong cái à, à, cái Super Park trên website của vào ngày thứ năm và việc quyên góp này đã à, đưa ra vào ngày 7 tây tháng 7 được xem là con số đóng góp lớn nhất cho ông Ron DeSantis một thành viên của đảng cộng hòa người đưa về quyên góp là Robert Bigelow được xem là nhà sáng lập của Bigelow Aerospace, một công ty có nghiên cứu và phát triển về các cái uh, nghiên cứu không gian vũ trụ có trụ sở đặt tại Las Vegas và được xem là một công ty đang nghiên cứu rất nhiều về không gian vũ trụ và việc quyên góp này đã phản ảnh cho thấy là ông John Santic có khả năng sẽ có cái cuộc tranh cử vào năm 2024. Biết lo uh, uh, sự đóng góp của họ được xem là con số lớn nhất từ trước tới nay theo tường trình của đài NBC và gần như là họ đã cho đến giờ phút này thì cái quỹ ban chính trị của ông Ron DeSantis đã có tới 130 triệu Mỹ Kim và con số này cho thấy là ông đã nắm chắc được cái phần thắng tái tranh cử à, chức thống đốc của tiểu bang. Đây được xem là một trong những cái chiến thắng lớn của ông Ron DeSantis trong lúc mà ông đang à, biến tiểu bang Florida chính thức trở thành một Red State tức là một tiểu bang của đảng Cộng Hòa. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, FBI đã từng phát động một cuộc điều tra về cơ quan nghiên cứu về sức khỏe của quốc gia khi mà họ cung cấp nguồn ngân quỹ cho cái phòng nghiên cứu về sinh học ở Vũ Hán. Một cái email đã show ra, ít nhất là một vài cái email đã show ra. Cơ quan FBI, tức là cơ quan điều tra liên bang, đã từng có một cái chiến dịch điều, điều tra vào cái viện nghiên cứu sức khỏe quốc gia khi mà nơi này đã cung cấp một số những cái ngân khoản cho cái viện nghiên cứu sinh học vũ hán à, một ít nhất là một cái email đã được công bố ngày hôm nay việc này đã à, trở nên một cái vấn đề khá là tế nhị đối với lại cơ quan tình báo của hoa kỳ trong việc mà gọi là giám sát tất cả những cái à, hoạt động quốc tế của cái khu vực của vũ hán theo tường trình cho biết mà trong đó họ đã nhận được khá nhiều những cái ngân quỹ từ cái viện nghiên cứu quốc gia À, trong cái cuộc à, chuẩn bị và cuộc gọi điện thoại của tôi thì Artemismi à, đã cung cấp cho chúng tôi đầy đủ tất cả những cái câu hỏi liên quan tới việc này. Đó là một trong những à, người đã viết ra là Ashley Sender, à, điều tra viên của FBI nhắm vào cái viện nghiên cứu quốc gia về chương trình mà tài trợ cho các cái chương trình nghiên cứu về sinh học và trong đó thì à, nhân viên phụ trách điều tra trực tiếp về điều này là à, nhân viên FBI có tên là David Mueller và cuộc à, email này cho thấy rằng là Phía của FBI đã từng điều tra nhưng đã ngưng lại cuộc điều tra của họ sau khi mà họ cho rằng là có một số những cái tác động về chính trị và trong đó thì một cái tổ chức mà được xem là non-profit tức là không có bất vụ lợi à, tức là tổ chức bất vụ lợi ở tại à, New York đã à, cung cấp số tiền được cung cấp số tiền khoảng 3 triệu 748 715 Mỹ Kim từ trong cái viện nghiên cứu về à, dịch bệnh của cơ quan nghiên cứu quốc gia và trong đó họ đã à, cho biết rằng là cái à, sự tài trợ này sẽ kéo dài 6 năm từ năm à, cho tới năm 2026 và trong đó thì à, họ cho biết rằng là số tiền của cái à, cái cái quỹ này đã được trích một phần để mà cung cấp cho cái viện nghiên cứu sinh học Vũ Hán. Đó là một trong những cái bản điều tra mới nhất và email đã được công bố vào ngày hôm nay. Trong khi đó thì Hoa Kỳ loan báo số tiền bán uh, vũ khí cho Đài Loan đã được chấp thuận lên tới 3.2 tỷ đài tệ. À, đây là một trong những cái tin vui cho Đài Loan các giới chức Hoa Kỳ đã xác nhận với chính quyền Đài Loan là sẽ đề nghị bán một số một ca vũ khí cho Đài Loan theo yêu cầu của Đài Loan trị giá là 108 triệu Mỹ kim vào ngày thứ bảy Bộ Ngoại giao của Đài Loan đã đưa ra một bản thông cáo báo chí và trong đó các cái vũ khí mà được được mua từ Hoa Kỳ bao gồm các cái phụ tùng cũng như là việc hỗ trợ về tà, về kỹ thuật cho các chiếc xe tăng và các chiếc xe thiết giáp và đây là lần thứ năm mà chính quyền của Joe Biden đã bán cho Đài Loan cả, và trong bốn lần qua thì từ năm 2021 cho tới bây giờ và cái cơ quan MOFA tức là Bộ ngoại giao của Đài Loan đã lên tiếng cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ đã tiếp tục cam kết là sẽ hỗ trợ an ninh cho Đài Loan, trong đó dựa trên cái đạo luật là Taiwan Relations Act và ít nhất là 6 điểm đồng thuận. Và đây được xem là những cái lời cam kết và kể từ khi lên nhận chức tới bây giờ thì tổng cộng đây là lần thứ năm mà chính quyền của Joe đã chấp thuận bán tất cả những loại vũ khí cần thiết cho phía của à, Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan và của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, quân đội Trung Quốc đã bắt đầu nâng cấp trong cái khu vực tranh chấp ở dãy Hy Mã Lạp Sơn và đã bắt đầu có những cái hành động được xem là khiêu khích với lại phía Ấn Độ. Bản tin mới nhất từ Ấn Độ cho biết, thì lực lượng PLA đã bắt đầu thực hiện một số những dự án và kể cả khả năng chuyên chở vận chuyển của họ ở trong cái dọc theo cái khu vực được xem là chia đôi ở dãy Mã Lạp Sơn, nơi đang có sự tranh chấp về chủ quyền của biên giới giữa Ấn Độ và của Trung Quốc. Chỉ ra từ giới tình báo của Ấn Độ cho biết, thì tờ báo có tên là The Hindu nói rằng lực lượng PLA đã tăng cường rất nhiều những cái lực lượng quân sự của họ và trú đóng cách khoảng 100 km từ cái khu vực đường biên giới của hai bên đang có sự tranh chấp từ 20.000 lên tới 120.000 quân trong vòng 2 năm qua và tờ báo quân đội cho biết vào tháng trước thì Piolle đã khai triển ít nhất là 4 đơn vị à, gồm hoặc là 48.000 binh sĩ của họ từ cái khu vực trú đóng ở tại Tân Cương và các binh sĩ này đã được chuyển tới khu vực phía đông của Ladakh nơi đã từng có cuộc à, đụng độ đẫm máu giữa quân đội của Ấn Độ và của Trung Quốc vào năm 2020 khiến cho 20 binh sĩ của Ấn Độ đã bị thiệt mạng và việc này đã từng xảy ra cuộc đụng độ Và bây giờ thì phía của Trung Quốc đã tăng cường rất nhiều cái mạng lưới quân sự của họ tại đây và đe dọa rất trầm trọng tới khu vực của à, biên giới này. Đây được xem là khu vực tranh chấp biên giới trên à, khu vực của Hi Mã Lạp Sơn, nơi mà Ấn Độ và Trung Quốc vẫn còn xung đột trong đôi ba lần trong cuộc chiến của họ tại biên giới về việc tranh chấp lãnh thổ và Bắc Kinh đang có những dự án xây dựng các cái hạ tầng cơ sở dành cho quân sự ở khu vực này và việc mà trong vòng 2 năm qua từ 20.000 quân trú đóng tại đây tăng lên tới 120.000 quân cho thấy Bắc Kinh đang tìm cách gọi là à, thúc đẩy các cái chiến dịch quân sự ở bên ngoài để mà che đậy tất cả những cái thách thức từ bên trong nội địa của Trung Quốc Đặc biệt là trước cái hội nghị Bắc Đế Hà Một hội nghị quan trọng mà Bắc Kinh sẽ chọn ra người lãnh đạo kế tiếp Cho à, cái nước Cộng sản Trung Quốc vào cái, cái, cái nhiệm kỳ tới Sau khi mà Tập Cận Bình đã hoàn tất ít nhất là hai nhiệm kỳ của ông ta Và đang có cái ý định là ngồi thêm một nhiệm kỳ thứ ba Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và của Ấn Độ ngày hôm nay Cùng một lượt thì tại Đài Loan cho biết là một sinh viên Việt Nam du học tại đây đã bị rớt xuống hồ và bị mất tích hiện nay đang được tìm kiếm ở tại khu vực này bản tin từ đài bắc cho biết là một sinh viên việt nam đã rớt một xuống một cái hồ à, ở tại sinh chu cao nơi mà ông này đang anh chàng này đang bơi lội cùng với đánh cá cùng với bạn bè theo tường trình của báo chí đài loan ngày thứ bảy ít nhất có ba sinh viên việt nam ở tà, trường đại học gọi là minh sinh university of science and technology tức là trường đại học kỹ thuật và khoa học minh sinh của đài loan đã à, đi tắm à, đi uh, gọi là đi bơi lội vào mùa hè trong ngày thứ bảy, sáng ngày thứ bảy ở khu vực gọi là Fan San Creek ở uh, tại Đài Loan và sau đó thì từ lúc 11 giờ sáng thì uh, sở cứu hỏa đã nhận được một bản báo cáo là ít nhất một sinh viên đã không ta đã không chèo đã chìm và không thấy được ở trên mặt nước trong lúc đang tìm cách đánh bắt cá tại cái khu uh, uh, vui chơi giải trí này và giờ đây thì uh, phía của lực lượng cứu hỏa của Đài Loan đang truy tìm và đang tìm cách à, tìm kiếm xem sự mất tích của sinh viên này và có thể bị chìm ở dưới mặt nước đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan ngày hôm nay và cuối cùng cũng liên quan tới Đài Loan ngày hôm nay thì à, các giới thương mại của Đài Loan các cá nhân đã đăng tất cả những cái quảng cáo để cảm ơn à, ông Shizu Abe trên báo chí của Nhật Bản bản tin mới nhất cho biết là các cá nhân và một số những chủ nhân các cơ sở thương mại của đài loan đã, đã hung tiền để đăng một cái trang quảng cáo trên tờ saki shibun vào ngày thứ sáu để tưởng nhớ tới cố thủ tướng của nhật bản là ông shizo abe à, đây được xem là một trong những hành động mới nhất của những người đài loan khi họ mô tả ông là một người bạn rất thân thiết với người dân đài loan Chúng tôi sẽ không quên được ông Abe và sự đóng góp của ông cho cái nền dân chủ và tự do cũng như những cái uh, huyền thoại của ông đã quảng bá cho mối quan hệ giữa Đài Loan và Nhật Bản uh, vẫn tiếp diễn. Đó là một trong những cái uh, ngôn ngữ đã được đăng trên mặt báo và cái quảng cáo này đã được uh, thực hiện bởi một nhóm lấy tên là Friends of uh, Abe Shizone Association, tức là hiệp hội của những người bạn của ông Shizo Abe. Trong ngày thứ hai 11 tây tháng 7 và trong đó họ đã quyên góp được khoảng à, số tiền lên tới 13.95 triệu đồng Yen tức là khoảng trên 100.000 Mỹ Kim để đăng ở trên những tờ báo lớn của Nhật Bản trong đó là có tổng cộng 175 công ty, tổ chức và các cá nhân từ Đài Loan đã hung tiền để đăng tấm hình này cũng như lời cảm ơn tới ông Shizu Abe và lời từ biệt tới ông được xem là một trong những người thúc đẩy các mối quan hệ giữa đài loan và của nhật bản ông shi Abe được cộng đồng quốc tế xem là một nhà lãnh đạo vĩ đại và đối với khu vực á châu ông là người có công đưa ra sáng kiến về cái chiến lược indo pacific để kềm chế sự bành trướng của cộng sản trung quốc ở khu vực á châu thái bình dương và chiến lược này hiện nay đã được hoa kỳ xem là chiến lược chủ lực trong vòng 3 tập niên tới chuyển trục về á châu và kềm chế tất cả những cái sự bành trướng của Trung Quốc cũng như lập lại một cái nền trật tự mới tại Á Châu. Và đây là sáng kiến của ông Joe Abe đã đưa ra từ năm 2010 và sau đó thì người mà đã chính thức thực hiện cái chiến lược này là cựu tổng thống Donald Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu, của quốc tế và của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin thời sự cuối tuần này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của tnp channel mong quý vị vẫn tiếp tục duy trì cái làn sóng phát hình và phát thanh của phong trên youtube phong sẽ trở lại cảm ơn tất cả mọi người và chúng ta gặp lại sau bye bye